Đại diện Phi Nhung thông tin chị Nhung đã rất kiên cường chiến đấu. Nhiều nghệ sĩ lo lắng cho sức khỏe của Phi Nhung. TTO sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện Chợ Giấy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi cô chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11:57 trưa nay. Bệnh viện Chợ Giấy xác nhận với ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng trưa nay tại bệnh viện Chợ Giấy. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19, nông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Nguồn tin từ bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ, ca khúc cuối cùng do Phi Nhung sáng tác về danh lợi ở đời, gần 40 ngày kiên cường chiến đấu. Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Chợ Giấy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021 cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bệnh. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng trưa nay tại bệnh viện Chợ Giấy. Phi Nhung bên những em nhỏ, cô có tổng cộng 23 người con nuôi. Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đó là những lời mà ekip của Phi Nhung vừa viết trong thông cáo cuối cùng về sức khỏe của cô. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quảng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người. Với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời, Phi Nhung luôn khẳng định hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ, nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp ở đó có Phi Nhung, từ vùng cao, vùng sâu, vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt. 20 năm một hành trình dài đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao phi về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Hội chứng cơn bão cytokine là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phủ tạng trước đó. Bệnh nhân phi công người Anh từng mắc COVID-19 điều trị tại hai bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Chợ Giấy, cũng mắc hội chứng bão cytokine. Bệnh nhân này được đánh giá là nặng nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 2020, phổi đông đặc hơn 90%, sống phụ thuộc hệ thống ECMO tuần hoàn oxy ngoài cơ thể tim phổi nhân tạo. Trải qua 115 ngày điều trị và may mắn hồi sinh nhờ, nam phi công Anh phải trải qua 115 ngày điều trị và may mắn hồi sinh nhờ vào sự nỗ lực của cả hệ thống y tế Việt Nam. Tuy nhiên, dù cũng được điều trị ECMO và với sự hết sức nỗ lực của các y bác sĩ, nhưng Phi Nhung không vượt qua được cơn bão này. Cô ra đi ở tuổi 51. Fanpage Phi Nhung cầu nguyện cho ca sĩ mau lành bệnh trở về với khán giả.